Hello, everyone, mình chào cả nhà ơi. Chiều nay mình ra mình cắt hẹ nha cả nhà. Cắt hẹ cho mình viên trứng hả? Đây là những cái luống hẹ của mình nè. Hôm nay mình để nó có bông luôn cả nhà. Đây, để vô nha. Đó. Ok. Đây.
Cắt cái mấy cái cọng dài luôn, cắt cái. Này gọi là đi cắt dùng dần cho mày thấy nha cả nhà. Giờ ăn trái này chắc ngon lắm. Cắt dùng dặn rồi lại cắt mấy cọng ngon ôm luôn nha. Có chân cái nhánh đó bỏ mà bỏ mấy đây đi dịch nó dặn dặn đi chơi phải rồi à. Cái này non mình nấu dùng nhanh thôi. Trời bạc hà coi tốt hết, biết bạc hà tốt luôn cả nhà ơi, coi nè hết biết tốt luôn cả nhà. Đó, cả nhà thấy không, cái bạc hà của em quá trời tốt luôn. Cho các mấy cọng mấy luôn cho cha. Cắt cái clip bên đây không cha ha. Clip nào cha, muốn cắt cái clip nào cho cha. Chờ chút mẹ nè. Mẹ mai mẹ vô đất. Cha cắt đi. Cái ngày mai mẹ vô đất. Trong này là cây bên kia cũng nhiều năm lắm rồi cả nhà, mà mình năm nay mình trồng mới thành công. Giờ mình chỉ còn thiếu ngò gai nữa thôi. Năm tới mình trồng ngò thêm ngò gai nữa nha cả nhà. Cầm ba quế ra để mua nghêu về nấu canh nghêu. Rồi. Được nấm luôn. Nấm nấu được rồi. Cái thơm mà nấu cần nhiều đó. Rồi cả nhà qua đây nhìn cái cây qua cái đợt này nó không được tốt hen. Đợt này trái nó qua chín chắc hở đó anh. Cái này nó mùi quá nè, hái ăn đi chơi để đi chị. Thì cái chứ gái chờ con gái ăn không mình đó. Đó. Mời cả nhà. Thử á. Chua không? Em phải có sữa à? Ừ. Này chua em ăn ngon. Được. Ừ, ăn thử cái này đó. Chua không? Ngọt ngay à? Ừ, ngọt chứ. Ngọt cả nhà ơi. Ừ. Cho chanh chút. Ừ. Alo nói rồi. Chồng đưa ăn phải khen ngọt đó, tôi nói là tôi nói dối luôn rồi, không biểu tôi nói dối. Dạ, à lụa. Ok. Để vô mình nấu. Rồi đây cả nhà ơi. Đây là hẹ mình đang cắt ngoài vườn vô nè, mình rửa sạch trứng cũng rửa sạch nè. Đó. Rồi cà nhỏ nè, cà bi. Ngò ngò ôm với lại ướt và tôm khô. Đó. Thì mình sẽ nấu một cái nồi canh dùng dặn ha, canh dùng dặn nè. Rồi trứng chiên hẹ để mình ăn cho bữa cơm hôm nay. Đó, vậy thôi nha cả nhà. Rồi bắt đầu mình làm nha. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ bắt nước lên nha cả nhà. Ui. Đó. Bắt lửa lên. Em lưu xuống rồi bên đây. Thì cái nồi nước ở đây là cái nồi nước thì trước nhất mình cho tôm khô vô mình nấu trước nha cả nhà. Này tôm khô mình cũng phải rửa sạch rồi. Đó, mình cho tôm khô vô mình nấu trước. Đây. Đây. Stream. Dry stream. Đó. Mình nấu cho nó ra nước ngọt. Thế. Rồi ở đây mình xắt nhẹ nha cả nhà. Nhẹ thì mình xắt nhuyễn ra. Thank you.
Mình muốn cay thì mình cho cái ớt vô. Mình ăn cay. Rồi. Để đây mình có trứng, mình đập trứng nha cả nhà. Mình đập trứng. Thì nên mình ăn không hết, mình sắp không hết nè. Mình đập trứng mình mở vô. Trứng thì mình rửa cho sạch ra rồi mình làm nó thoải mái hơn nha cả nhà. Mình sẽ cho bột nêm vô nha cả nhà. Ở đây mình có nửa muỗng cà phê bột nêm ha. Đó, mình cho nửa muỗng cà phê bột nêm. Cho nửa muỗng cà phê đường. Đó. Nửa muỗng tiêu cả nhà. Mình muốn ăn cay thì mở nhiều, không cay thì mở ít. Rồi, bên đây mình cho một muỗng cà phê nước mắm nha cả nhà. Rồi. Giờ mình đánh nó lên ha. Đánh lên cho nó đều. Rồi, mình để mình chiên thôi ha. Rồi bây giờ mình chế dầu vô để mình chiên nha cả nhà. Mình cho chút xíu dầu vô chảo nè. Rồi mình sẽ chiên cái rồi. Dầu sôi thì mình chế trứng vô mình chiên ha. Bên đây cái nồi nước canh của mình nó đã sôi rồi nè cả nhà. Đó, bây giờ tôm khô của mình nó cũng đã mềm. Đó. Bây giờ mình bỏ cà vô mình nấu nha. Mình nấu cũng lẹ lắm, cà này mình bỏ vô cái mình nấu mình nêm là mình ăn đó. Rồi mình bỏ cà vô. Dùng gần nghe. Đó, rồi anh Dũng nói là canh láo. Canh láo cũng là nó. Nó sôi lên ha. Bây giờ mình sẽ trở cái trứng nha cả nhà. Lật nó lại. Lật qua ý dạ. Không khéo rồi. Ok, không sao. Qua cái nồi canh. Nồi canh này mình nêm mình có cái bột chua của mì gói rát chua cả nhà. Thì mình nêm cũng được, mà không có thì mình vắt chanh. Đây là hai cái gói thường thường mình ăn mì chua đó. Mình không ăn cái gói này nhiều, mình trừ lại. Mình nấu mà không mình nấu me hoặc chanh ha. Đó, vậy thôi. Rồi. Mình cho nửa muỗng cà phê đường. Okay. Cho nửa muỗng cà phê bột nêm rau cải. Rồi. Nước mắm nha cả nhà. Không ăn nước mắm thì bỏ muối, nhưng mà canh này bỏ nước mắm là ngon hơn. Đó. Hơn muỗng cà phê nước mắm ha. Đó, nửa muỗng ăn canh. Rồi, nè canh này. Đây là canh dùng dần của mình đây. Nhiếm đâu, vừa đó. Đây mình bỏ hành, bỏ ngò ôm với ớt vô ha. Đó. Nên là mình có một cái nồi canh dùng vàng thôi. Ở bên đây là cái chảo mình là chiên. Đây. Đó. Đây mình bỏ ra cái đĩa thôi. Rồi, mình sẽ bỏ ra đĩa nha cả nhà. Hợp lại. Đó. Xanh của hẹ vàng của trứng.
nhưng mà không được tròn lắm. Đây cả nhà đó, rồi thằng canh của mình cũng chín luôn. Ủa? Vậy là mình có canh ăn thôi. Đây canh của mình cũng ngon lành đó cả nhà. Cả nhà chào cả nhà, mời cả nhà ăn cơm. Ăn cơm đạm bạc cả nhà ơi, mấy ngày nay ăn đồ bổ nhiều quá rồi, giờ mình ăn mới ăn cơm đạm bạc cứ lại. Tính của mày mời cả nhà ăn cơm. Cùng ba mình ăn cơm, cha mình ăn cơm, cả nhà ăn cơm. Cùng nhà quân. Everyone enjoy dinner. Dinner. Egg. Trứng gà. Trứng gà chiên. Trứng hẹ. Trứng gà chiên hẹ cả nhà, rồi canh dùng dần. Rồi thử thử miếng trứng gà chiên hẹ. Chào. Ngon lắm. Dạ. Cái này ngon hơn. Ngon hơn cái tí ngô. Thế là bữa cứ ngon nhiều quá. Giặt phá cái phá nhà. Còn cái cả nhà không được. Chắc phải chiên một cái khác một bữa cho con gái nhà. Xóm á. Hôm nay chiên cho nó nóng hay chiên ăn liền á. Ngon. Đi nhìn lại. Bác, má. Cái này cha mẹ cũng ăn được. Canh dùng dần nè. Luộc cái này không nhậu nhau được. Đúng mà. Cái kẹt nhậu cũng được á. Cũng lỡ gạo rồi. Anh bắt cái bụng mình ăn rồi. Chặt rồi. Đặc biệt á. Thôi mình khô một tí nè. Mình nấu thêm nước nữa. Mà anh nấu mới bỏ cục đá vô. Cái gì? Cái bí quyết của người Nhật á. Mình đang nấu cơm á. Bỏ. Bỏ một cục nước đá ăn vô gạo là cơm nó ngon. Cái đó là của người Nhật á. Cái chồng này nấu thử đi. Thế mà cũng nó đã trước khi bỏ trước khi sau đó. Ồ, cho nước nó lạnh à, để nó mở nước lạnh thì lạnh được. Không rồi. Nhưng mà người ta bỏ nó cũng đã nó có cái ngộ vậy á. Ồ. Cho luôn thích cà cả cuộc sống. Nó cần thẳng lắm. Có cái bọc ngon hơn. À. Mỗi người có một cái ăn. Nấu được nó chín. Mình thì lại nấu cho nó chẳng bẹt ra luôn, mình mới ngon. Mình thì khác hơn người khác. Nấu cái trắng bột rồi ảnh nấu cái bổng hay sao? Mình chỉ thích. Mình thì thích sao? Mình thì chín rồi là đỏ hay là được. Vậy nói với mình khỏi cần nhai, bỏ lửa luôn. Cảm nhận, mời ta người lụa nha. Mời tôi một ánh thôi, không ai. Ảnh thơm đúng không? Ừ. Mời chị bên Hàn Quốc, chị Trần Quang. Ừ. Ăn cơm chị ơi, chị giỏi quá. Làm vườn gì mà làm gãy nha. Trồng gì mà giỏi. Giỏi dễ trời giỏi. Phải đọc chơi giống như em, đọc nhiều luôn á. Mới mốt qua Mỹ mình hùng một mũ đất trồng. Cố lên nha mấy chị, thường tới mình tới đâu rồi chị cũng gần rồi. Khi nó coi rồi nó sẽ biết. Ừ. Canh dùng dần này làm gì biết? Có má mới biết, mày mới biết. Mất miệng chung.
em ăn cơm canh của má em mới biết chứ mình em đâu biết đâu. Bây giờ có thể nhiều người biết đi là miền Trung trâu dạt vô Nam nhiều, ở nhiều. Hôm qua lụa đóng hơn nhiều ha, ngon ha. Món lâu lâu ăn nhiều. Nhiều lắm em bồng. Nhiều lắm em mướp. Ngon lắm. Mướp đủ ngọt rồi còn nấu mướp. Mướp như nấu với hến mới ngon. Đúng rồi. Như sao giờ? Mà hến ở bên đây, hến lòng đá không có ngon mà vẫn là. Ở chỗ chị ba, nhà chị ba đó. Rễ nước ông đà là một hơi rồi có một rổ rồi. Đãi á. Ở đó chị ba có vui, có biết bơi. Mà nó cạn nó xuống rồi. Nó cạn á. Chị ba làm vườn, cực tiền. Thời gian đâu muốn xuống sông. Đi mua cái gì vậy? Ngon vậy nè. Ăn nhiều hết luôn. Nói chung là trứng chiên hẹ, hẹ chiên trứng hả? Trứng trộn với hẹ. Chiên trứng chiên. Trứng chiên, trứng chiên trộn với hẹ. Trứng chiên với hẹ. Canh dùng nhằn. Tại canh sao dùng dần nấu với tôm khô. Tại sao gọi canh dùng dần chắc là đó bà nhà chồng. Nó tại cả dùng dần. Nô, đó bà nhà chồng biểu con dâu nấu cơm ăn con. Nấu cà. Nó giận quá nó dùng dần phải không? Cà nấu với canh á rồi nó nói cà mà nấu canh gì nó đi tới thì dùng dần bà nhà chồng đặt là canh dùng dần. Chắc vậy thôi thôi má lại rồi đúng không? Phải đâu. Qua em cái cà nhỏ kêu là dùng dần cả nhà. Cà lớn kêu là cà chua. Đấy. Okay. Mà quê nhiều cà lắm cả nhà. Bye bye cả nhà. Giờ bên Mỹ này nhà em cũng có một cái loại cà ít có ai có lắm. Cà chớn á, em á. Cà đó không ai trồng được đâu, có mình em à. Mình chết. Cảm ơn cả nhà nha, đã xem tụi em ăn cơm, xem vợ em nấu. Tại nhà có chồng hẹ thì mình dư quá mình ăn sống không hết, nấu canh không hết, làm vậy cũng còn ngon cả nhà. Em ơi, ăn ngày mai nấu canh hẹ đậu hũ nha cả nhà. Ừ, món đồ ăn mát á. Ngon, nó ngon. Hẹ nấu canh huyết cũng ngon nữa. Thôi, nấu đậu hũ đi. Bớt sát xanh chứ. Cả nhà ơi, bye bye cả nhà. Cả nhà ủng hộ em nha cả nhà. Em một like, một chia sẻ, một comment. Bà má bữa nay chắc đi ăn đám cưới rồi, không có ăn đồ cổ nữa. Bữa nay ăn kỹ rồi. Để một comment, đăng ký, nhớ bấm cái chuông bên hông nha cả nhà. Để tại vì mình đăng ký xong cái bên hông nó có cái chuông mình nhấn cho đó. Là mỗi khi em ra là bấm xong rồi thì đừng bấm nữa đúng không? Đúng rồi, một lần thôi à. Chỉ một lần thôi à. Bấm cái ngón tay vậy á, nhớ bấm một cái. Nhớ để nó có chút xíu rồi cả nhà. Chỉ giơ tay khiều một cái nhưng mà làm em hạnh phúc hơn. Vợ em vui hơn. Ok. Cảm ơn cả nhà. Thank you. Bye-bye. Okay, bye-bye. Bye-bye.